Có thể nói, trong những năm qua, Hoàng Đức là cầu thủ xuất sắc nhất trưởng thành từ lò đào tạo thể công Việt theo. Sau quãng thời gian dài gắn bó, tuyển thủ Việt Nam đã nói lời chia tay với đội bóng áo lính. Trong ngày hôm nay, trang mạng xã hội chính thức của câu lạc bộ thể công Việt theo đã thông báo về việc kết thúc hợp đồng trước thời hạn với Hoàng Đức. Đội bóng quân đội đã nhất trí và tạo điều kiện để tiền vệ quê Hải Dương đến với đội bóng mới. Thể công Việt theo chúc Hoàng Đức sẽ tiếp tục chinh phục những nước thang mới trong sự nghiệp phía trước. Nguyễn Hoàng Đức đã có 13 năm gắn bó với câu lạc bộ thể công Việt Theo. Được đôn lên đội 1 từ năm 2019, cầu thủ từng hai lần giành quả bóng vàng Việt Nam đã chơi 141 trận, ghi 19 bàn thắng cho đội bóng hàng đầu tại V-League. Trong đó, anh đã cùng các đồng đội giành mốc son đặc biệt với chức vô địch V-League năm 2020. Ở cấp độ đội tuyển, Hoàng Đức khẳng định được tài năng của mình đóng vai trò quan trọng trong nhiều năm gần đây. Rời thể công Việt Theo, Hoàng Đức sẽ gia nhập câu lạc bộ Phù Đồng Ninh Bình ở giải hạng nhất quốc gia.